Còn thấy không? Đây là đèo Mang Giang. Cục xe đó, xe đầu kéo đó. Cua nè, cua gấp khúc đèo. Tạm biệt Gia Lai. Nên mình đi xe từ Gia Lai về từ Gia Lai vô Sài Gòn. Giờ đang đi đón khách. Đây là đường vô thị xã Thanh An. Góc hồ xe là đang đi đón khách. Mình đi xe được đón khách có wifi luôn các bạn. Đây là bạc wifi. Thị xã Phật 888 468. Mình quay tí thôi, cho mình chỗ nào đẹp đẹp mình sẽ quay tiếp nhé. Thôi các bạn quay xem tí càng không vừa. Không vừa rồi nhưng mà cũng có đường bê tông hết rồi. Kìa, vô là rừng, rừng núi nè. Từ đó đón khách nè. Ôi, đi đâu rồi ta? Quay đầu xe. Trời, to quá, đó, quay đầu xe. Mình ngồi lên ghế 4B. Này từ thị xã An Khê vào Sài Gòn bên xe thì 2.8. Ngày thường. Đón khách nữa, khách lên rồi. Đâu phải đâu, đó, bọn bắt đầu bỏ xe vô. Mấy xe bình thường vô thì chắc thêm ớt nữa. Bắt lên rồi. Mình ngồi trước thôi. Và ha. Nhưng mình chỉ tự xe, nằm trong dưới 4B cho đợi tự xe. Những người khách hàng dưới và khách hàng trên mình sẽ vô ha. Mình sẽ đón tận tận nơi luôn. Rồi xong, giờ là tiếp tục đây. Rồi tiếp tục hành trình. Ngồi đây thì mình ngồi sát cửa sổ để mình quay phim. Quay phim cho các bạn xem. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like và comment. Mình đã quê ở Gia Lai, mong các bạn ủng hộ sinh viên năm qua. Hiện tại thì đang học ở trong Sài Gòn. Nếu các bạn ở trong Sài Gòn thì thích giao lưu thì giao lưu với mình cho vui. Dạ nha, chào tất cả các bạn. Mình đi đây, mình xe xe dọc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye, đừng quên subscribe và ấn nút theo dõi. Nhớ cái chuông bên cạnh để xem những video mới nhất của mình nha. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả anh em. Bây giờ hiện tại là 6:20. Thì nãy giờ đi nãy giờ, giờ nó mới tới đích thực là chân đèo. Đèo là đèo Mang Giang. Này các bạn xem nè. Đây là đèo Mang Giang nha. Chân đèo Mang Giang.
rất là sát luôn. Đó, cái đoàn đều là nó có một cái viên này nè, để hạng biển hạng để hạng chế chuyện tốt ra nhiều, để hạn chế tai nạn suy sụp, cái này nó sẽ đổ lên khỏi đi lệch xuống. Đó, rồi thao, đó đây là điều này. Đó. Để máy sát này có bị cái ảnh của cái người ngồi ta. Lên đều đều không có nhà cái hạ áp á. Đây là điều mang ra. Chiếc xe đó, xe đầu kéo đó. Cua này, cua có một đều. Vừa nhìn vô camera dày thôi chứ nhìn ở ngoài thì cũng ghê đấy. Thôi đi sau đấy. Đều bữa nay cái này là cái đền thờ, này là đền thờ đó, đều quanh cua quanh cua đó. Đây rất là kiên cố an toàn, đường là được cứu hộ. Đầu muốn xây xe lên đều là xây xe, mình sẽ quay video lên hết đều thôi, mình sẽ không quay nữa nhé, là mình xây xe quay cho bạn xem thôi. Lên đều thì đi ra tốc độ chắc là 20 đó, tới đoạn cua rồi đó. Rừng núi cứu hộ. Có rồi. Độ cao 400m á. 4000m á. Đường xả nước, hệ thống thoát nước. Đây vô là vô lầm.
thôi. Ờ, lên hết đều, độ đều lên 6 phút. Hết đều rồi. Này là bây giờ lên vào thành phố nè. Đi khoảng cỡ 20 cây số nữa là vào thành phố Bình Phú. Các bạn thấy bây giờ tăng tốc. Bây giờ xuất hiện nhà cây xanh này nọ. Vậy nha, thôi mình đuối quá mình đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ, còn lượt subscribe và ấn vô cái chuông để xem những video mới nhất của mình nhé. Mình rất là thích đi phiêu lưu vlog, nên là mình sẽ quay lại những cái gì mình trải qua cho các bạn cùng xem và chia sẻ niềm vui cho nhau. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và thành công. Xin chào, hẹn tạm biệt.